Tên vô mà nó dính chùm vô rồi đó. Bán đi. Để rồi. Lâm xong rồi giờ chào cả nhà cô tin vô đi con. Chào cả chào ông bà cô chú cái mình nấu đồ ăn sáng ha. Rồi gia đình mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm bữa thì mấy cái quầy bùn chuối ở sau nhà đó có mấy cái bắp nó giải rồi. Mẹ cũng cho hai cái sáng hai đứa đi chọn được đầu cũng 4 năm bắp gì ạ. Cái bữa nay Băng sẽ nấu bún để gia đình mình làm bữa ăn sáng hay cả nhà. Bữa nay mình nấu bún theo cái kiểu không theo kiểu gì hết trơn cả nhà. Tại Băng thấy trên mạng người ta nấu á, rồi với lại mình làm lai lai với bún quậy Phú Quốc Úc. Mình làm lai lai đây nghe chứ không có theo cái món nào hết trơn á. Bữa nay Băng có mua bún nè. Rồi sáng tính mua giá mà quên cái vụ mua giá luôn. Nhưng mà nhà có bắp chuối cũng nhiều cho nên chắc ăn bắp chuối cũng được rồi. Mua bún nha. Rồi bữa nay Băng nấu nguyên liệu chính là gồm có mấy con tép thẻ nè, tôm thẻ nè. Tôm thẻ, bên đây là chả cá ảo, chút xíu nữa tôm với lại chả này, thì xay rồi. Mình cũng nêm nếm hành, đồ tỏ phi, tiêu tỏi, bột ngọt, hạt nêm rồi vô. Mình quết, rồi mình cho vô nồi bún. Có tôm khô ngọt nước ha. Tôm khô nè, với mấy củ này cho vô nấu nước súp. Chị Út với chị Ly thì gọt cao củ, bữa nay với mẹ ngồi không có chuyện gì làm, mẹ ơi mẹ nấu đi ha. Ủa gì vậy? Mẹ nấu rồi, mẹ nấu. Tính thường mẹ nấu luôn hả chứ? Sao nãy nó con nấu mà? Hả? Nãy con nấu con nấu mà. Vợ con nó không cho. Phải cho là con quất rồi. Sáng nay có cái cảm hứng nấu ăn mà chưa hết chân bị chặn họng ngang. Nói em quay phim đi anh nấu cho, không cho. Chắc sợ tốn tiền hư mấy con tôm mua hồi sáng nè. Bỏ cái nồi bún nè. Rồi cô tin bữa nay là cuối tuần. Khỏe dữ không? Khỏe mà cô không giao chức bài. Rồi vậy là tức là hai ngày nghỉ này là chỉ là chơi thôi hả? Chơi thôi. Vậy hơi cha giao bài cho làm được không? Dạ, con học bản nhân được không cha? Ừ. Nhân con hơi yếu chút. Vậy tuần này tự ôn đi hả con? Cuối tuần này thì cô Tin ở nhà với mẹ hai, cha với mẹ với ông Út nè, ông bà ngoại đi đám cưới. Cậu gì ta? Ông Phá. Ông Phá con. Vậy là cô Tin chịu ở nhà ha? Ở nhà với... Bắt đầu mà đi lên Sài Gòn lên cô Đạt á. Đúng rồi. Giờ mình sẽ cho cái phần củ sắn đồ vô cho nó ngọt nước ha. Mình ninh đó. Em cũng cho tôm khô vô luôn. Tôm khô thì mình ngâm mình. Giờ cho vô đây nấu cho nó bả nước ra đi. Rồi chút xíu mình chan bún. Với cái chả này chị Ly sẽ nêm nếm. Xong cái mình tán mỏng mỏng ra hả chị? Ừ. Tán mỏng mỏng ra. Mình chiên cái băng ha. Không có chiên chị Ly. Để vô luôn ha. Hãy
chả này chắc cá ảo hả ba ha? Cá ảo á. Tên cá này ảo thiệt chứ, tên tên cá ảo tên. Ừ, ảo gì? Cá ảo ma tên mô ba. Trời ơi. Tên cập nhật xu hướng trên mạng nữa đó. Ngồi lặt vặt vậy chứ mấy con tép hôm nay nó tươi với cả nhà mình không có ngâm đá thì lột nó khó lắm á, nó chặt ruột dữ lắm. Chưa. Út chuẩn bị áo quét đồ đi đám cưới chưa? Có rồi. Gì ghê ta, ngồi bàn giữa hả? Út là gì? À, chú cậu. Cậu Út. Cậu Út. Mặc dù làm lễ năm 10 làm lễ xong xuôi cởi ra ra ngồi bàn ngoài là cởi ra rồi. Gì ha. Thôi mình mặc gì đó mình nhậu mới mạnh. Người ta nói trời ơi cái chú này ổng lớn tuổi rồi, ổng ngồi bàn giữa mà ổng nhậu đâu mười mấy lon coi bộ mạnh dữ ta. Lúc đó mới dữ à. Đó mới dễ chết đó, vì sao nó ta biết cậu Út của ông Phán đúng không? Ta mời mình mới chết đó. Phải né cậu Út ra. Là người khách thôi, đúng không? Phải bên đường đó mới thấy ok. Vậy tính ra Út cũng đâu mạnh gì đâu ta. Không mạnh gì đâu. Tại chị Ly đánh giá là Út mạnh không chị Ly? Vừa cả anh Khải thì cùng cả hai mạnh, cả hai mạnh là vừa cùng. Ở bên đây mình mượn mẹ sắt mấy cái bắp chuối nãy mình đi thọc vô nè, giờ mẹ sắt ra. Ở đây thì mình có một thau nước nãy mẹ có pha chanh nè để cho cái bắp chuối mình nó bớt mủ. Phần tôm nãy giờ mấy chú cháu ngồi lột ra xong hết rồi nè. Giờ em đi một ít gia vị vô trong đây, cái mình cho vô trong cái cối mình để mình xay ha. Mình xay lâu lâu một chút, mình xay xay xong cái mình ngưng, xay xong mình ngưng. Để cho nó có cái độ dai với độ dẻ đó đúng không? Rồi em cho đường vô. Rồi, hạt nêm nữa. Rồi, chút bột ngọt. Rồi chút tiêu nè. Rồi giờ em đem đi cho vô cái cối em xay nha. Xay lâu lâu một chút để cho nó dẻ với lại cho nó dai. Cái này thì mình không bỏ bột đâu, mình ăn nhà nè. Khỏi bỏ bột. Hồi nãy giờ thì mình ninh cái nồi nước này cũng lâu rồi nè. Giờ chị Ly vớt cái phần mấy cái củ sắn, củ hành tây rồi ra. Cái mình chuẩn bị cho phần chả vô. Ở đó nấu đó mà chị phải ăn mấy cái củ sắn này lắm nha. Ăn sực. Trong đây chỉ có củ sắn là ăn im nhất thôi. Củ cải trắng thì em không thích lắm. Củ sắn thôi. Củ sắn nó ngon, còn mấy cái kia ăn không được ngon đâu. Mình xay xong cái nó cảm giác như mình nhồi nhiều quá, nó dẻ quá trời, dẻ tay quá. Tao dính kỹ lắm. Bắt bún luôn đi mẹ. Vậy là giờ cái chả này thì nó cũng dễ chín ha, nước sôi lên nó nổi lên thì mẹ bắt bún là mình xong rồi. Mình ăn bún chế mà. Cái tô chả của chị Ly là tô chả cá ảo. Còn bên băng á là chả tôm ha. Tôm của bạn nó lỗi lên trước. Bữa nay ăn bún mà không có giá luôn mới ghê, ăn bắp chuối không.
Mà cũng hên là cái bắp chuối sau nhà mình bữa nay nhiều quá chứ. Này còn dư được giấm chừng cái nồi canh chua nhỏ nhỏ mẹ. Nhiều sao mỡ lắm. Hồi nãy thì mẹ bào ra hết trơn luôn. Thì giờ bắt bún thì còn lại hơi để ở trên, ai ăn thêm thì cho thêm. Để mà ngon thì mình xay ra nó mịn, cho mình ăn nó ngon hơn. Trong đây thì vẫn có cho đường nè, với muối mướp cục nè, với lại chút bột ngọt, rồi ớt hiểm, ớt xanh, ớt đỏ đầy đủ. Đâm ra rồi mình cho hạnh vô, mình quậy hơi, quậy cho nó tan hết gia vị với lại cho nó đục lên ăn luôn. Nếu mà được thì mình xay nhiều quá, thường bà con người ta hay cho vô cái máy xay sinh tố, người ta xay mịn ra luôn. Phần chả là nó chín đều hết rồi nè cả nhà. Dạ em chuẩn bị chan gato nhé. Đi. Chín mà còn muốn không được nữa này nghe. Đi quên em cho miếng hành ngò vô chứ. Rồi em chan nước. Nồi nước sôi bột ngon quá trời. Em cho hành ngò vô trước, hồi nãy em quên đó. Em quên. Dạ, cho hành ngò vô. Lên cho chị Ly cho thêm tỏi phi với lại tiêu nữa. Một chút xíu thôi hả? Cái ăn nữa thì tiểu. Dạ. Còn cái nước chấm của mình là con thấy cay lắm á, con mới thử bằng làm cay lắm á. Rồi giờ gia đình mình tập trung đi ha. Băng với lại mọi người cũng đã múc bún đã hết trơn rồi. Giờ tranh thủ ăn cho nó nóng. Còn cái dĩa cái gỗ bắp chuối chính giữa thấy là uy tín rồi đó. Đó, ai ăn thêm thì cho thêm ha. Cô Tin đâu rồi con? Tina lại đây con. Rồi, gia đình mình mời cả nhà ăn bún. Rồi, xin mời cả nhà ăn bún. Mời cả nhà nha. Mẹ đi mình quá trời. Ai thích thì cho cái nước chấm này vô đây cũng được. Hoặc là thêm chanh ở ngoài. Cho cái nước chấm vô cái nó có vị cay cay sẵn luôn. Giá tôm màu hồng nè. Màu hồng giá tôm màu hồng. Nước im út. Mẹ tôm khô nhiều. Còn thay nước im út. Thêm ăn muốn ruốc không? Bà trên nào. Cái nước nó thanh thao á. Nước thanh thao như vậy. Mình mang hút được. Thêm nữa hả con? Ủa mẹ cho chưa? Ủa không chứ mẹ. Tôm bật thay gần ngon ha. Dài. Gần ngon. Thank you.
thung thung. Áo thiệt hả Tiên? Cái nước chấm đã thiệt. Nó cay tới luôn. Chấm gật luôn á. Anh ta làm gì cái là thấy lấy chanh vô á. Dạ. Thấy ớt chanh ớt đỏ. Bắp chuối ăn giòn hết rồi. Nhiều khi bữa nay quên mua giá là hay ốc. Ừ. Bắp chuối nó ngon á. Chín ăn dài rồi. Vừa tới á. Nhà con bún hay đi chợ con có mua ít xỉu giá bên bắp chuối. Đi chợ ít cái rau bún bào. Bắp chuối đi giá chợ. Bắp chuối ăn gì là nó giòn hơn là trộn trộn là nó dai. Mọi người có chả nó ăn thêm chả hơn hơi múc thêm. Ly đâm cái chén muối ớt chanh này muốn bài. Lộn rồi. Lộn địa chỉ ốc ơi. Lộn rồi. Nãy giờ đợt trước làm người nào làm gió mà. Không băng hả? Đợt trước con làm á. Bún bữa nay ăn em không cô Tin? Tin làm cho con hấp nước thấy ngon. Cô Tin thêm nước nước này mà thêm mắm guốc nha. Ông út đem chén mắm guốc ra cô Tin thêm vô. Bà hồi nãy nhắc chị nó chưa thấy chị nghiêm lắm. Phải mắm guốc hả? Cô Tin ảo dữ vậy trời. Ăn bún quậy và thêm mắm guốc cho thấy lần đầu tiên mắm guốc có trong tô bún quậy. Ngon mà cá. Ngon không con? Nói chung mình làm theo kiểu nhà làm muốn ăn gì cho đó hả Tin? Thích gì cho đó hả? Thậm chí cái mắm guốc mà mình xào lên rồi đó. Nhà mình xào đó ăn mì gói mình bỏ vô ăn vẫn ngon. Bún này nha, xong thôi con chế miếng nước canh vô, con chấm rau lan, dạ. Luộc cũng ngon. Đổi vị. Cá tôm là tôm xay ra không hả? Dạ. Con tép thẻ mình đó chứ. Ngon nha. Dạ. Nó dai mà dai cái vừa phải của nó. Chả cá ảo nó dai nhiều nè. Tại vì nó quết lâu á. Ăn này cũng đổ mồ hôi như thường không? Đổ mồ hôi thường. Cái nước ngon quá. Nó không gọi là không bị nhầy nhé. Mắm guốc vô. Mẹ nữa có mặn không? Quá. Thì kêu mẹ mắm guốc vô. Thêm vô cho con mẹ. Ý là mẹ thêm vô cho ngon ha. Mẹ thêm rồi. À, bữa nay là mẹ ăn không mà mẹ không có. Bún mùi vị bún kia. Cũng vậy. Thôi vậy kêu mẹ ăn hai tô đi, một tô hương vị bún quậy, một tô hương vị bún mắm guốc. Hôm đó ông Út ăn một tô cũng hai hương vị nè, nửa rồi đó. Nửa phải không? Nửa này. Bỏ tiếp không? Ừ. Bởi vì mình sống ở nhà, không cái ở dưới quê á ăn thường tận dụng có nãy kia nêm vô mình ăn vậy mà nó ngon hết. Dạ. Còn gai là bén lắm á, xong lắm. Ví dụ như bà con mình ăn canh bầu á thường thì nêm hành lá. Còn nhà mình dù ở dưới quê có một bụi ngồi gai cái đồ nhà mình bứt vô nhà mình nêm cái thành cái thói quen nó ồ cái cành bầu cái cho ngồi gai vô miếng gì mà ăn ngon quá cái cũng thành thói quen nó lạ lạ. Còn nhiều khi để đánh lừa thị giác không có hành mẹ kêu sắc hẹ vô xanh xanh cũng được. Nó dễ gì á cả nhà. Cho miếng nước đây. Nước thật đây. Không? Mẹ chị nha, thực tế còn trà đá liên hàng nguyên phích. Bắp chuối ngon. Ai bắp chuối mình còn sống được. Út lấy mắm guốc út chấm luôn á, cũng mềm lắm. Bắp chuối mình chấm vô cái nước chấm. Chuối ngon. Nó sò mỡ mới nhiều có đủ sò mỡ không?
nó ăn một miếng bún là con phải thêm một miếng mắm guốc. Đúng rồi. Thêm một lần nữa. Mà chị không cần hết cô tiên. Chị này hết tô đó là ok đó. Chị nói chuyện kêu gặp các từ. Chả thơm đi con. Con thích thích chả cá hơn hả? Bố sư mẹ nhớ con thích tôm lắm mà. Con thích chả tôm bằng à. Tôm thì ăn nguyên con, chả thích chả cá. Mà muối ớt này cay lắm. Thịt luôn. Nói là sao bị trái ớt hiểm. Như 5-6 trái ớt bự á. Cái nó ngọt. Tại mới bẻ xuống kia được. Nó còn đủ giòn nữa. Ví dụ bắp chuối mình bẻ lâu nó cũng mình cũng bớt giòn nữa đó nha. Là chị thấy trắng tươi ha. Còn móc chuối mà mình bào ra để lâu cái lần này cái mặt đẹp. Cắt á ha, là nó vàng ha. Là nó lâu rồi đó, là cũng như để mấy ngày sau mình mới bào đó. Là ăn nó không có ngọt nha, nó dai lắm. Sống gì luôn cũng dai nữa mà nó không ngọt. Con để ý thấy gì á?